Nhưng mà anh có biết tin là Quỳnh bị đi Quảng Ngãi không? Không biết. Cô diễn viên Thanh Vân, hai người ra diễn một đoàn Sông Hương luôn. Và sau khi đó cô Thanh Vân đó lại đi vô Quảng Ngãi. Cô báo là Ngân Quỳnh nó mới vô đoàn Quảng Ngãi. Rồi lúc đó là chắc chắn một điều là anh Phương phải đưa xếp chạy ra Quảng Ngãi. Tìm ra được cái đoàn. Tìm ra được cái đoàn, đoàn xong đứng trước cửa một cái là không dám vô, thì sợ mẹ trong đó. Ngoắc mấy người trong đoàn hỏi thăm, nói mẹ về Sài Gòn rồi. Bắt đầu mới chạy tọt vô. Hai đứa gặp nhau trời ơi khóc lóc quá, ôm nhau khóc quá trời luôn. Cuối cùng đêm đó không có gì hết. Vẫn ở riêng. Vô duyên quá. Cái thời đó ôm nhau khóc quá. Hôm nay trước khi vô chương trình, Vân có một cái điều chia sẻ với quý vị một chút. Tại vì Vân thấy có những cái điều nó rất là lạ lùng. Hôm nay thì Vân với Thuận, Vân với Quốc Thuận vô đây thì nhận được một cái tin nhắn. Cái bạn này bạn nhờ Quốc Thuận chúc bạn có bầu qua tin nhắn. Vậy mà bây giờ cuối cùng thì bạn đã có bầu. Nói chung là vào rất nhiều những cái trường hợp khác như vậy nữa. Đúng vậy. Thành ra là tụi Vân cứ suy nghĩ hoài, nói trời, có khi nào cái chuyện mà giờ ông mụ là có thiệt trên cuộc đời này không trời? Người ta có biết bao nhiêu là cái biệt danh, đúng chưa? Tự nhiên mụ từ khi Thuận, mà dẫn chương trình cái mang tên mụ Quốc Thuận kỳ vậy. Ông mụ nghe nó còn đỡ nha. Ông mụ còn đỡ. Ta làm biếng nói chữ ông mụ Quốc Thuận. Chết cha, vậy giới tính của em là sao? Trời. Mà ngộ lắm nha mọi người, thực sự là có rất nhiều những cặp vợ chồng họ khó có con, rơi vào những trường hợp khó có con hoặc là lớn tuổi, cái khả năng có con gần như là không có được luôn. Họ lên tham gia chương trình Vợ Chồng Son, sau đó họ phản hồi về là có con, có bầu hết. Thì Vân cũng biết sao á. Còn cái người cuối cùng là Vân thôi. Bây giờ chị muốn em chúc chị cái này, chúc cái bây giờ em thử coi để cuối năm mà chị báo cho có bầu coi. Bây giờ muốn không? Thật tâm muốn không? Thử đi, cái người phụ nữ nào mà không muốn có nhiều con? Thôi bây giờ để từ từ đi rồi chúc nha. Nhưng mà thật sự mà nói rằng là chia sẻ với tất cả quý vị luôn là mới gần đây thì Thuận vừa nhận được một tin vui. Thay vì để mà mình nói về cái tin vui này thì cho phép Quốc Thuận xin vài phút để mình có thể chia sẻ một cái tin nhắn của một cặp vợ chồng, mà nói đúng hơn là của một người phụ nữ đã nhắn tin cho Quốc Thuận. Có nghĩa là em hôm nay em cố tình em mang điện thoại lên đây, có ý của em phải không? Đúng vậy. Đại khái là cái cô này cũng nói rằng là cô sinh đứa đầu tiên trong tình trạng là sinh non, cho nên là rất đau lòng khi mà không gặp được con mình. Cháu bị mất. Thế là bác sĩ bảo rằng là bây giờ cái chuyện mà sinh con đối với cổ đó là một cái chuyện rất là hy hữu. Phải nói là rất rất là khó. Và cổ cũng đã tính đến cái chuyện gọi là đi thụ tinh ống nghiệm nhờ y học can thiệp vào. Thế nhưng là sau khi xem chương trình Vợ Chồng Son thì biết rằng là có lời chúc của Quốc Thuận. Đó. Cho nên là cổ mới nhắn tin cho Quốc Thuận và nhờ chúc và cũng như là tâm sự về cái hoàn cảnh của cổ. Thì sau khi Thuận chúc, một vài tuần sau thì Thuận nhận được cái tin nhắn như thế này. Anh Thuận ơi, vợ chồng em không biết nói gì để cảm ơn anh. Sau khi anh chúc em được một tuần, em nằm mơ thấy có một người đàn ông đưa cho em một đứa em bé. Bảo em ôm đi, em cứ nghĩ là do em mong quá nên mơ thôi. Ai ngờ khoảng 10 ngày sau em biết mình có em bé. Trời ơi. Hôm qua siêu âm bác sĩ báo không phải một mà là có hai em bé luôn. Wow. Ôi, mà chưa biết giới tính đúng không? Đúng rồi. Bác sĩ còn hỏi là em có tự nhiên hay là đã can thiệp vì không tin được anh ạ. Mặc dù còn cả hành trình 9 tháng phía trước, nhưng em tin ba mẹ con em sẽ cán đích an toàn. Vợ chồng em cảm ơn anh rất nhiều. Em cứ nghĩ là mong anh chúc để mấy tháng nữa nhà em đi thụ tinh ống nghiệm, hy vọng sẽ thành công. Nhưng không ngờ em lại có em bé tự nhiên, không cần phải can thiệp. Trời. Và thật sự mà nói là khi đọc mình vui và em muốn khóc luôn á chị. Là vì thật sự ở đây là mình đã chia sẻ rồi, nó không có một cái gì gọi là mê tín hay là một cái gì huyền bí cả. Mình vẫn luôn chúc các cặp vợ chồng là hãy yêu thương nhau và phải luôn luôn thấu hiểu nhau để cùng chia sẻ nhau, mặc dù khó khăn cỡ nào nhưng mà vẫn ngắm phía trước mà đi tới. Mà mình nghĩ rằng là ở đây là mình cần chia sẻ tất cả những điều này, không phải là khoe khoang mà là mình cũng không hiểu lý giải tại sao rằng là mấy lần mình chúc là đều có bầu hết. Nói nghe. Ôi chị xin lỗi em, chị rút lại lời nói, em đừng chúc chị nữa nghe. Sao vậy? Chị giỡn thôi chứ cái tuổi này mà chị có chị chết. Không, em đang sẵn sàng. Thôi đừng. Phải, em hứng chúc quá, chị chúc còn quá. Muốn làm cái chương trình này đến năm chị 60, 70 tuổi. Quên, không được. Nếu được, mình chúc, lỡ chị ấy có bầu, ai dẫn với Quốc Thuận? Đúng rồi, thôi đi. Đúng rồi, okay. Chị ấy phải nằm ổ thời gian, rồi đẻ em bé, rồi chăm sóc em bé. Ai là người dẫn với Quốc Thuận phải nào? Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng tiếp đón cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son số này. Wow. Thôi. Nói là. Chào anh.
Livathon, bảo vệ và phục hồi tế bào gan. Chào Thận. Chào bà chị Thận Hương của tôi. Chào em. Chào chị Vân. Chúng ta nhận ra ai không ạ? Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị. Em chào chị Vân, chào Quốc Thuận. Ngân Quỳnh á, tên thật là Hồ Hồng Hạnh. Ngân Quỳnh sanh tại Sài Gòn như là quyên quán là Vĩnh Long. Chào quý vị khán giả. Dạ chào chị Vân. Chào Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Trung, là ông xã của Ngân Quỳnh. Theo vợ vào đây hơn 25 năm. 25 năm rồi. Và anh là cựu diễn viên. Bây giờ hai vợ chồng đã sống với nhau được 33 năm. Wow. Xí xí nó nghe nè. Sao chị? Vân gặp hai người này nhiều lắm. Thì có rất nhiều người á, khi mà lần đầu tiên gặp Ngân Quỳnh, hoặc là thậm chí có những người mà bạn bè biết nhau rồi, là gặp hai chồng đến đó là luôn luôn tưởng là bà Quỳnh á, bà lén chồng mà đi cặp bồ. Dạ dạ. Có một lần đó thì đi mua thuốc tây. Thì ở trong tiệm thuốc tây là có cái chị đã bán thuốc tây. Chị dòm dòm làm chứ: Ngân Quỳnh, bộ em đi với bạn hả? Dạ bạn nào chị? Bạn trai á. Bạn trai của em đó, bạn đạo diễn. Đâu bạn đạo diễn đâu chị. Mặc định là ông xã là đạo diễn luôn. Nó tưởng là cặp bồ. Trời ơi, chồng em đó chị. Trời ơi, chị tưởng em đi chơi với bạn trai chứ. Rồi một lần nữa, ở ngay 126 là chị giao. Chị nói chứ: Quỳnh ơi Quỳnh, em kêu bạn trai vô ăn tiệc chung với mọi người. Dạ bạn nào chị? Thì cái bạn trai em chở em đi hát đó. Dạ không, ông xã em đó. Trời ơi, chị tưởng là bạn trai em chứ. Mà sống với nhau 33 năm. 33 năm là kỳ vậy. Mà không có tướng phu thê. Cái tướng giống vậy? Như là người ta nhìn vô là cái tướng gian phu dâm phụ vậy đó. Trời ơi. Đó, người ta cứ nghĩ là em cặp bồ với ổng chứ người ta không nghĩ là vợ chồng. Trời đất ơi. Hồi đầu tiên mà Vân gặp anh á, là Vân cũng có suy nghĩ vậy luôn á. Nó tưởng là bà Quỳnh này á, là bà có bồ. Thực sự chị tưởng là bà Quỳnh này là bà cặp bồ. Chứ ngay cả chị Phương Dung cũng vậy đó chị. Chị không có nghĩ đây là vợ chồng mà người ta đã ở với nhau tới 30 mấy năm như vậy. Cho nên là Quỳnh nói chính xác. Anh Trung với chị Quỳnh có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là mối tình của anh chị bắt đầu ra sao? Hồi đó là đang diễn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. 85, 86 á chị. Khổ lắm, đi xe đạp không à. Cái về cũng than với mẹ. Thì mẹ ký hợp đồng đi ngoài Quế. Là ly ngoài Quế là hai mẹ con. Lương em tới 600 đồng. Nó hơn gấp 10 lần. Thật sự bữa đầu ra ngoài Quế nó buồn ơi là buồn chị ơi. Nó trời ơi, em muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Nhưng mà cũng may mắn ra tự nhiên gặp được một cái người này. Thì nó, ủa cha vàng này cái mặt cũng dễ thương á, cũng đẹp trai, cũng được. Ấn tượng đầu tiên đó đúng không? Dạ đó là ấn tượng đầu tiên của em với ổng. Rồi còn ấn tượng đầu tiên của anh khi mà gặp cô này. Đúng lúc đó là không dám để ý. Tại vì mình nghĩ rằng là diễn viên Sài Gòn ra đẹp không? Nhưng mà nước da đen lắm. Thì đó, nói chuyện quá nói chuyện về thì tự nhiên để ý. Có nghĩa là để ý được cái cảm tình. Bao lâu thì mới cô dính cô này? Thì khoảng nửa năm á. Ê, anh nửa năm là rồi. 6 tháng rồi đó. Không có đâu. Có 2 tháng là cô dính được liền. Trời. Anh thiệt, anh quên rồi, anh quên khoảng thời gian rồi. Nên mình bị cái tật mình bị mê đẹp trai. Nhưng mà chị có nhớ cái giây phút nào mà chị siêu lòng ổng không? Tình cảm. Rồi cái đưa cho hộp dầu cù là. Dưới hộp dầu cù là nó là một lá thư nho nhỏ. Là anh rất là quý, anh rất là mến em. Mà nói đúng hơn là anh đã yêu em. Rất là khó, khó một cái là không gần được. Có nghĩa là bà mẹ là khi nào cũng sát bên luôn. Có nghĩa làm quen mà không cho trong đoàn biết, mà không cho mẹ biết luôn. Nhưng mà cái lén nó giấu được trong bao lâu? Cũng gần 1 năm á. Bà này thích đôi giày. Đôi giày, nhưng mà là mẹ nói thôi gần về Sài Gòn rồi mua giày mua đồ gì nữa. Chạy ra hàng đào. Hàng đào thấy cái đôi giày mà đi chơi ha, mà bà đi giày nhung đẹp lắm. Giày nhung đó là mua đôi giày xong rồi giấu lại trong bịch á, về là chùi vô trong cái vỏ cái bà. Đó. Nhưng mà mang thì cũng sợ vì mẹ sẽ hỏi đôi giày nó nằm ở đâu ra. Đó. Đợi khi về Huế bắt đầu hát mới đem ra mang. Lúc đó mình nói là mượn tiền mấy người mua trước rồi mẹ trả sau. Đó đến một mẹ tin không? Mẹ tin không? Mẹ cũng tin. Tin, tạm như giấu đặc biệt luôn, đi ngang là không. Nhưng mà giống như không quen nhau vậy đó. Giấu được năm sự kiện gì mà bị bùng nổ bị xì ra. Em nói chứ bây giờ á, em rất là yêu anh nhưng mà em phải còn lo tương lai, em mua nhà mua cửa với lại Thanh Ngân lúc đó còn nhỏ quá. Ngân mới chút xíu à. Thì phải nuôi cho em của em nó ăn học đàng hoàng. Nhiệm vụ của mình nặng nề quá. Yêu thì yêu nhưng mà gác vào một bên. Thì em mới tâm sự với ông. Nếu mà thật sự anh yêu em á, anh muốn xây dựng vợ chồng với em thì anh chờ đi. 2-3 năm chừng này em thành danh rồi đó. Rồi lúc đó đó mình kết hôn. Cái lá thư em chưa kịp gửi cho ổng thì em mới bỏ trong cái áo gối á. Ngày đó bà già lục để giặt cái bao, thấy được lá thư của em. Xong rồi bà già mới cảm động được là em lo lắng cho em, lo lắng cho mẹ gia đình em. Thì mẹ nói nhìn thấy thằng Trung nó cũng dễ thương á, còn nói với ba má nó đó,
tới nói với mẹ tiếng đi, giống như là chị Phúc giao hôn vậy đó, kiểu như đặt cọc trước rồi mẹ cũng cố gắng, con cũng vậy, giữ đàng hoàng đi rồi lần nào lo cho gia đình xong hết rồi tính chuyện vợ chồng thì là hai đứa tính. Nói với ổng, ổng mừng quá, ba má chết hết rồi đâu có ai, nhờ một người mợ, không biết sao tự nhiên mẹ thay đổi ý định, không chịu. Cái thời bồng bột của mình thì mình trách, nhưng bây giờ suy nghĩ lại không có ai muốn gả con mình đi xa. Có thể là mẹ thì trong lúc nhất thời mẹ cảm động, nhưng ngủ một đêm sáng ngày vậy là sẽ khác, sẽ thay đổi. Như vậy là bắt đầu trắc trở. Trắc trở ngay từ vậy đó. Vậy bây giờ hai người làm cách nào để mà có thể đến được với nhau? Coi như là lúc đó là mẹ xóa hợp đồng luôn. Tối đó xong mẹ cuốn đồ đi trong đêm luôn. Ngay bản thân chị chỉ muốn, ủa lên xe mẹ mình đi đâu vậy mẹ, mình về Sài Gòn mẹ? Không, đi vô Quảng Ngãi. Vô Quảng Ngãi đi diễn đi, có tiền đi rồi bắt đầu mình đi vô Sài Gòn. Em nghe lời mẹ lắm, mẹ kêu gì làm đấy. Cứ gì, nhưng mà trong lòng là vẫn còn nhớ ông này. Đứt ruột đứt gan. Đứt ruột đứt gan. Nhưng mà ông này còn lúc đó anh sao anh Trung? Trời, khi mà thấy như là ông còn hơn em nữa chị. Một cái giai đoạn khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh có biết tin là Quỳnh bị đi Quảng Ngãi không? Không biết. Cô diễn viên Thanh Vân, hai người ra diễn một đoàn Sông Hương luôn. Và sau khi đó cô Thanh Vân đó lại đi vô Quảng Ngãi. Cô báo là Ngân Quỳnh nó mới vô đoàn Quảng Ngãi. Rồi lúc đó là chắc chắn một điều là anh Trung mới đưa xếp chạy ra Quảng Ngãi. Tìm ra được cái đoàn. Hay không? Tìm ra được cái đoàn, đoàn xong đứng trước cửa một cái là không dám vô, thì sợ mẹ trong đó. Ngoắc mấy người trong đoàn hỏi thăm thăm nói mẹ về Sài Gòn rồi. Bắt đầu mới chạy tọt vô. Hai đứa gặp nhau trời ơi khóc lóc quá, ôm nhau khóc quá trời luôn. Cuối cùng đêm đó không có gì hết. Vẫn ở vô riêng quá. Thời đó ôm nhau khóc quá. Đúng rồi, nhưng mà không có gì hết thời được. Chứ là không có mẹ nữa đúng không? Trời đất ơi. Thời đó là phải giữ trẻ. Ai nghe đến đó cũng đều có suy nghĩ giống có. Cuối cùng em ơi, tình hình em cũng ổn rồi. Trốn nghe. Trốn nghe. Rồi cuối cùng chị có cuốn gói đi. Trốn. Trốn luôn. Đi đâu? Đi ra Huế lại. Đi trở lại Huế vô cái đoàn đó lại. Dạ. Thì mẹ trong kia ra, có bằng mẹ về khóc. Từ ngoài cửa vô khóc, trả con cho mẹ đây, trời ơi trả đi đùng. Trời rồi từ từ xuống cầu Xuân Hương vậy từ từ nữa. Trời ơi, cả đoàn năn nỉ, cuối cùng năn nỉ thôi mẹ. Được rồi, giờ mày về đi, để con đưa về. Lúc đó hai đứa tổ chức. Nhưng mà khi bước vô một cái lễ cưới mà đoàn với là mời những người bạn thân rồi đó, thì cũng tổ chức mà không có ai cha mẹ gì chứng kiến hết. Thì anh em rồi thôi. Thì một ở một năm xong rồi Quỳnh nói, trời em nhớ nhà quá, em nhớ mẹ quá, giờ không biết mẹ sao đây, giờ sau đây giờ không liên lạc được. Giờ em muốn về phải không? Em muốn về rồi, về đưa ra xe về. Đưa ra xe anh về. Có đi theo không? Hay là mình Quỳnh về thôi? Anh ở nhà ở lại. Là gia đình em cấm đó. Sao? Em về thăm gia đình rồi gia đình em có cho em đi không? Hay là giữ em lại luôn? Gia đình giữ em lại luôn. Khóa cửa luôn. Em nói thật lúc đó em cảm thấy như em cũng muốn quên ông xã em luôn luôn. Thì một ngày nọ chị biết không, em đang lau nhà. Lúc đó lau nhà tự nhiên em thấy cũng có bằng chân rồi sao nó quen quá. Nhìn lên. Trời đất ơi cái râu dài tới đây nè chị. Tóc dài râu dài trời như là thổ phỉ vậy đó. Cái em nhìn rống vậy nè. Bắt đầu chị ơi nước mắt rớt lóp đóp lóp đóp. Ổng á. Thực ra là trong cái khoảng đó là chắc anh đau khổ lắm đúng không? Đau khổ lắm. Hai chồng thường thường ăn một dĩa cơm, đánh răng một bàn chải. Đến khi đem cơm ra mình ngồi mình gần 2 tháng á. Thì cuối cùng thôi đi tìm. Rồi đến bao lâu thì mới tất cả như mọi ở lại khoảng là... một tuần cũng là hai vợ chồng cũng bàn rồi. Thôi em ơi tình hình này trốn rồi em ơi. Thì Quỳnh không dám trốn. Thôi bây giờ em lo phần em đi, đừng lo phần anh nữa. Một ngày nào đó em đi đường em thấy, em nhìn qua đường thấy một người ngồi giá xe đạp, đó chính là anh. Trời đất ơi, ông nói vậy cái em liên tưởng. Trời. Một cái thảm cảnh đúng không? Một cái thảm cảnh. Một là giá xe đạp, hai là sẽ đi vào cái con đường cướp bóc hay là hình sự này nó. Em sợ lắm chị, em tưởng tượng kinh khủng lắm. Thôi, bây giờ đi theo lại. Thì cái lần trốn thứ hai này em ở Huế bao lâu? Ở Huế cho tới có con luôn. Là mấy năm? 10 năm, 11 năm. Nhưng 10 mà năm. Trong khoảng thời gian đó thì bao lâu mẹ chị mới chấp nhận anh Trung? Khi mang bầu là mẹ chấp nhận lại. Hai người đã 33 năm sống với nhau rồi. Em nói đi cái tật xấu của ông là cái gì? Anh ấy làm gì cũng chậm lục. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh ấy có một cái tật rất là nhát gan. Có nghĩa là muốn làm cái chuyện gì thì phải đưa ra cái xác suất nguy hiểm cái đã. Trái lại ngược với cái tánh em. Miễn sao mình làm đi hư rồi mình làm lại cái khác. Còn tật xấu gì nữa? Trước khi đi làm gì là đau bụng mới đi toilet. Có nghĩa là đến lúc cao trào là mắc. Cái chuyện cao trào kia là không có. Thôi giờ tới anh Trung kể tật xấu của bạn. Bây giờ nha, đi đâu quên đồ nãy, đi quay về là coi như thiếu đồ tùm lum. Có khi nào mà bị lộn xô không? Bị quên xô. Là mê tín lắm, ghi chép vô là bể xô.
để sự nhớ trong đầu thôi. Trời ơi, nhớ trong đầu. À, tức là nhớ đi vô á, là phải show. Để xong giờ không nhớ, không nhớ. Ví dụ chị Vân gọi điện thoại đi, à, nói ngày hà đó, đó 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 có việc nghe. Thì chị Vân lúc đó chưa biết tên chị Vân, thì ta lưu lại cái tên đi. Không. Nhớ luôn. Cái mấy ngày sau, ủa ai kêu cái gì ta nghe mấy đó. Trời em muốn nói anh câu nào hết, làm sao anh biết cái gì đó đi. Bắt đầu cãi, hai bên. Banh nhà lòng nắp chợ. Bà cái tuổi này là bà tiền mãn kinh rồi đúng không anh? Lắm. Nóng khủng khiếp lắm. Đúng cách đây anh? 1-2 năm trước, một năm bây giờ hơi đỡ rồi. Là lúc đó là cái chưa đó tiền. Là... đâu, lúc đó là tiền đó bảo. Tiền đó hả? Ờ, tiền đó. Nóng tính. Nhưng mà anh hiểu được điều đó đúng không? Anh hiểu được là vì Quỳnh. Anh có hỏi và là anh biết. Là anh biết rồi, khi mà hỏi xong rồi là mình bắt đầu mình chịu trận. Anh biết rồi là anh nhịn đúng không? Và bắt đầu mình chịu trận rồi. Thì đến cái lúc này là cái lúc mà cái người mà giống như là chị á, là phải có một cái lời khuyên đối với các cặp vợ chồng. Nhưng thực sự với cặp vợ chồng của anh á, với lại của Ngân Quỳnh á, thì em phải nói ngược lại. Có nghĩa đó. Là bây giờ em chia sẻ những cái bí quyết để mà làm sao giữ được lửa. Tại vì như vậy là sắp sửa đám cưới vàng rồi đó chứ hả? Dạ. Bạc, đây không anh. Phải là bạc, vợ chồng son. Bạc là xong rồi, bây giờ chuẩn bị lên vàng. Đối với lại Ngân Quỳnh là tình yêu lớn coi như là vượt qua hết, nhất là về tài chính. Ông trời đã giao cho mình là một trách nhiệm, một trách nhiệm là người mình là người đứng lo cho gia đình, thì không kể chi cực khổ ngày đêm nữa hết, thương chồng thương con là mình phải cố gắng vượt qua hết. Đó là một cái động lực lớn. Bản thân của em hồi nhỏ chị, mình đã không có cha từ hồi nhỏ rồi, thì bây giờ muốn cho con mình có cha có mẹ kế bên, kề bên, để cái hạnh phúc gia đình được trọn vẹn hơn. Trừ khi nào cái người đó là mất lòng tin của mình, là vĩnh viễn quên người đó luôn. Là anh chưa bao giờ làm em mất. Chưa bao giờ. Anh chỉ là một cái lỗi nhỏ. Cái lỗi mà không kiếm tiền em cũng gọi là lỗi nhỏ luôn. Em ấn tượng nhất một điều là mỗi khi mà em nóng giận, em nói nhiều cái chuyện, một cái câu rất là khó nghe, anh vừa tức quá trời ơi, vừa tính dán mặt tay lên, thì lại cái tay buông xuống. Và tính rất, không bao giờ chửi một tiếng chửi thề, không bao giờ gọi một tiếng mày. Thì ba cái đó em suy nghĩ trong đầu hạ xuống hết. Cái điều đó là lớn lao nhất trong lòng của em. Bây giờ vui rồi. Vui rồi. Nói chung là thay mặt chương trình cảm ơn anh cũng như là cảm ơn anh Quỳnh đã đến chia sẻ những cái hạnh phúc để cho những cái cặp bạn trẻ họ nhìn vào đó, họ rút kinh nghiệm cuộc sống của họ. Dạ. Một lần nữa thì cảm ơn rất nhiều. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi thế này. Hy vọng là sẽ là cặp vợ chồng 60 năm, 70 năm và 100 năm luôn. Rồi. Ghê lắm. Ai ghê? Ý là em á. Sao đâu? Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ. Thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Thử hỏi. Quỳnh nào chịu nổi? Nào mà chịu nổi? Mời quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Bảo Lâm, năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên và đây là người đầu óc tay gối với em, Quỳnh. Giới thiệu đi. Dạ. Quỳnh, xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là anh từ thành phố anh về anh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thấy ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng bóng ngoài xa xe đó. Chạy nén. Ta nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao để mới biết giống một áo mưa nhau vậy, rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trên sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về cái việc của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Kiếm phẩm đó. Thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm chỗ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa, rất là đẹp luôn. Người em thì chân diện hơn. Còn người chị thì nhìn, ban đầu thì dơ dơ, nó chầm chỗ dơ. Nên không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng, sao là chỗ bóng làm gì?
chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em cột, mua 200.000 bong bóng. Mà bong bóng bay đó mình nặng. Sao anh Thuận ơi, em tâm sự với anh mà tụi anh nói em bệnh nặng. Không chung bong bóng rất là nhiều. Ừ, rồi sao nè. Chung chung bong bóng mà bong bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Chạm vào một kiếm yêu. Tức là cái khu đó đó là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chú ý là dẹo để quát khách để quát vô khách. Quát khách để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc có quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi giờ sao đây, không lẽ tôi làm còn bắn bóng rồi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái thôi mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy, tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em thích kêu thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái chứ em. Quỷ cái gì, quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai, không ai mua. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ đi ăn đúng không? Dù duyên, tại vì tôi rủ viên nhóm rủ ông nào. Rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Rồi cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi cho đại chứ để nó công nó kèn cười riết nữa. Cái xong khi cũng cho, cái anh nhắn tin em 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại em thấy ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ gì em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó có ấy không nó? Đúng không? Quen có, đó, có vụ đồ đây nè. Lực lưỡng có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa ở lâu không? Dạ. Tự nguyện. Ghê lắm. Ai ghê. Ý là em đó. Sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ. Thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Thử hỏi. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Vậy có nghĩa là Lâm đâu có cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Vân biết cái miệng của em rồi đó. Ví dụ em muốn hề nó hề, còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Bao lâu thì cổ mới lên Sài Gòn? Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm, cho em gặp mặt. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê quá. Trời ơi, ghê. Mấy bà nó ghê, nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Đúng không? Em nói thiệt. Còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, tôi vậy là mấy người nó đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung nó ghê, trời nắm tay, trời tụi hung ghê. Mấy bà nó theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng thật lòng. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em kêu là thôi lên đây ở đi, để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối. Mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video vi ơ hoài. Đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai. Đó. Bà ghen á phải không? Ghen, bà ghen.
đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh Quỳnh rồi, đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái nú này ra luôn. Trời ơi trời. Nó nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà ha em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Vô duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này vậy anh hay dục lên mặt. Đâu em vậy nè. Trời ơi. Ủa cái vớ mà giục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay kéo quần anh giục cái mặt em đó. Rồi cái gì nữa nè? Ổng nhân viên lắm, ổng ví dụ ổng kêu em là ổng nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn anh khen tới tấp. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm. Giờ chê muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chê giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự món đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được. Là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Mà đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mình ăn đường. Em là khoái ngọt. Khoái ngọt. Mà giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc lại là căng thẳng lắm luôn. Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư. Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng. Rồi điện cho Khả Như. Điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta. Rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư. Chị Thư bắt đầu đồn cho đó bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong. Nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ. Là bữa điện ai? Nam Thư hả? Trời. Tội nghiệp bà Nam Thư sáng nó trời Lâm ơi tôi tưởng mày chết Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Có nghĩa là làm rần đổ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói trời biết nó bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó hoang mang lo chứ vậy? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn. Vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại anh nói anh đi chơi em phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. Không? Phải lo chứ chơi. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ. Em về em giận luôn chứ chị. Mà từ đó giờ cái thật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi đồ này nọ. Bóp chân bóp tay đồ này nọ. Quề luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám không nói có ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có. Ở nhà em không nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm. Anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt không? Dạ không thiệt. Tức là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng đồ ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà không có nói chuyện, em rất mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Ai tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà còn ở trọ, trước chưa có con á, anh là con của em á. Anh ngồi trong phòng á sung sướng, anh thích nhất là trời mưa là được ấm áp mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho anh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Ờ đi ghét quá vậy. Ờ vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không lạnh. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Ngày hôm nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em đi con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng tới đó. Lái xe hơi hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị
nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ đó là ok, nhưng ở nhà mặc những cái bộ đồ hú hồn, những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn ngoài 40 ngàn không, bộ đồ mà về dưới quê về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt miệt thứ miệt mà đổ đống đó 30-40 ngàn mấy cái mà ren mà bông qua rồi này nọ đó mà mặc cái nọ mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh, ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu, em phải mặc đồ em uống lượng một xíu uống lượng để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chị vẫn mặc cái bộ đồ sến xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm. Tại không thích, tại những cái đây mặc nó thoải mái, có em bé nữa em nó mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc em phải chạy lên, vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mày rất là mệt, mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi dù răng mình bị mẻ bây giờ em mình đi làm đi cũng không chịu làm. Tiếng mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi vậy đó hả, thiêu thôi, nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không, bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi, mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh, em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày, em tức em chửi trợ lý em, chụp tưởng nó làm mất, ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu đi em cưới đám hỏi đám ơ rồi đó, thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn 300 ngàn không chịu, nhà tự vẽ chị. Mà nó cũng khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên đồ này đó, mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ. Vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh. Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không, chương trình có mắc cúp đàng hoàng chứ lên trả cho người ta làm. Em là hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mình nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có chê lố quá. Anh nhiều khi anh chê mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm. Em nó hoành tráng, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Tại em mong muốn, thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chê em lại thôi. Lâm là cái như là tấn công tới tấp Quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng, thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. Ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn, ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ, cho nên là đừng tin vội. Bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn á. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi. Hai em giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em đó là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em đó là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác hoàn toàn, đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Trịnh Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, bọn em là chè thương hiệu chè Ngọc Thạch. Chè ăn đá đấy. Chè lạnh đúng không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi
tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng, đi thì lên đấy thì có gặp vợ em, thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, và em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh Hồi, nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Rồi, nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý ơi, không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú thì mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là chức chú sao em lèm bèm hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn, chức chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Thì dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy những biểu lạ, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như này có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà hết tặng cho bạn gái đấy. Nhưng mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em mới làm về, vợ em là nấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn. Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi con người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ái náy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu, em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy nè, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu thì mình không thể nằm trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy ấy, thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu, sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi, sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn rồi. yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức rồi là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm nay là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô cô la và bóng bay các thứ đồ quà, em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này, em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế
em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Muốn xong vợ em nhắn tin lại, tại sao anh để cho em yêu anh rồi mà anh mới lại nói với em nói như cái vậy. Điều đó lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị, lúc đó em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, em khóc nhiều, tức là lúc khóc luôn. Em nghe tiếng khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa, trên tay em cầm nước hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại, không thì hàng xóm mới đang ngủ có được từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là bạch lát đi chính ở đây này. Trong 4 năm ở với nhau, bây giờ cũng đã có con rồi, có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó, vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi, quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt, mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo, cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử, như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh ở chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng, bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này, em phải tránh điện tử, tránh máy tính, bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng cái này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả, anh kê cả một bộ máy tính dàn cây ở đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi, không cần quạt, không cần gì, vậy hướng hết lối đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm, nói chung là mỗi lần đi ra cửa là em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về em tức, em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng, cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mới mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị, em cứ bảo chị cứ lại mấy cái quần của mình có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy. Rách đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần. Cắt cái đó thì ăn thua gì? Không phải, tại khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có gì đấy. Không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Chà, có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm. Em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy tự nhiên thế nào, vợ em lại lưỡi hứng, làm đủ cho. Làm đủ cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được. Làm xấu hổ chứ. Chết. Anh thích không trai, sao em còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ, hay phụ phịu, hay là dỗi, hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé giỏi hơn. Còn gì nữa? Em thì ghen cách khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là khi đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tin nhưng có hôm bạn em nhắn tin vào chứ anh ơi sao lại anh lại nhắn chặn Facebook em. Ô xanh có biết đâu, dở ra một loạt chặn Facebook không hề biết là thế nào. Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em thì biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen, bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ, ngủ ôm nhau ngủ. Nhắn tin gửi cho vợ anh, vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này là hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích tưởng tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối lấy thế lạ lạ ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sâu múi ra chị ạ. Body sâu múi ra bảo anh ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không ạ? Thích, đáng yêu. Thực ra là em biết là bạn ấy chơi rồi, em cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo chứ ai có thể anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em quất cho hai cái thế là. Ui em tẩn cho hai cái luôn. Ôi rồi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo em nói thật bảo đấy bạn anh nó trêu em thế thôi, biết em tin thì thế. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi, quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối.
Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính của bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội. Nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng nói vội. Không nên nói. Anh bảo không nên đấu giấu. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao thì mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì... Tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi. Rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn. Em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai cháu gái? Cháu là cháu gái. Vậy? Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Thôi để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc á nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh á hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh á thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể á thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì mỗi con cũng xin được gửi lời bố tới bố. Thì mỗi con cũng là người có con rồi, mỗi con cũng rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai rất là mong bố bỏ qua cho bọn con. Và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên. Cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh Bài Hoa. Qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi theo mình chết. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha. MCV Network Top 1 TikTok MCN Việt Nam 2020. Đối tác chiến lược của Facebook, YouTube, nhà sản xuất các chương trình nổi tiếng, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son, Come Out. Tìm kiếm tài năng người Việt Nam tại Nhật Bản, không phân biệt tuổi tác, không giới hạn số lượng. Who you are? Yêu thích khung cảnh đẹp, thích giao lưu khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch tại Nhật Bản. Muốn trở thành KOL từ việc là những content creator. How? Được training và định hướng nội dung để trở thành các content creator chuyên nghiệp. Cùng phát triển ý tưởng theo thế mạnh của bạn và được hướng dẫn kỹ năng quay, dựng video. Được hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo vệ các kênh TikTok, YouTube và Facebook. Benefits. Nhận quảng cáo từ các nhãn hàng tại Nhật Bản và Việt Nam. Tham gia các show truyền hình do MCV sản xuất tại Nhật Bản. Sản xuất online. Contact now. Inbox Viber Zalo 084-795-710-185. Email info@mcvjapan.co.jp. Fanpage MCV Network. Facebook.com/mcvclub.network.